Sáng ngày 29 tháng 4, 2020, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp Công an phường Tân Bình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng ngang nhiên vào cửa hàng mỹ phẩm bẻ khóa trộm xe máy trước mặt bảo vệ. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng hơn 5 giây được hai camera an ninh của chủ cửa hàng mỹ phẩm môi son má hồng ghi lại. Theo trình báo của chị Vũ Thị Ngọc Bích, chủ cửa hàng mỹ phẩm môi son má hồng trên đường D20 thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, chị Lê Hoài Yến, 27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 93B181036 đến cửa hàng mỹ phẩm của chị Bích trên đường D20 để mua mỹ phẩm. Chị Yến để xe máy trong vỉa hè trước cửa tiệm, yên tâm vào trong vì có bảo vệ bên cạnh trông coi. Khoảng 2 phút sau, chị Yến và các nhân viên trong cửa hàng tá hỏa khi nghe tiếng bảo vệ truy hô cướp cướp. Khi chạy ra thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter của chị Yến đã bị một đối tượng lấy mất, tẩu thoát về hướng chợ Đồng Xoài. Ông Nguyễn Thanh Hùng, bảo vệ tiệm mỹ phẩm môi son má hồng cho biết, lúc đầu thấy hai thanh niên đội nón bảo hiểm, đội khẩu trang chở nhau đi xe máy đậu trước cửa tiệm. Một thanh niên đi vào cửa tiệm mỹ phẩm vì tưởng hai đối tượng này là khách hàng nên ông Hùng cũng không đề phòng. Tuy nhiên vài giây sau thấy thanh niên phía trong bẻ khóa xe máy dắt đi, ông Hùng giật mình chạy lại ghi đuôi xe lại, nhưng tên này vẫn bất chấp nổ máy chạy thoát về hướng chợ Đồng Xoài. Tôi chạy tới sót cái xe rồi mới nắm xe lại mà nắm kịp nó chạy luôn. Lo lên mà người ta chạy ra nó thôi chứ nó chạy lúc mình về luôn. Vụ việc được hai camera của cửa hàng mỹ phẩm ghi lại. Theo hình ảnh từ camera, từ khi đối tượng từ ngoài vào tới khi bẻ khóa xong và trộm đi chỉ khoảng chưa đầy 7 giây. Hai thanh niên chở nhau đến trước cửa tiệm mỹ phẩm, một đối tượng đứng ngoài chờ, đối tượng còn lại nhanh chóng vào bẻ khóa xe. Mặc dù bị bảo vệ đuổi theo ghi lại nhưng tên này vẫn bất chấp rồ ga chạy mất. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.